Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Calavet S. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Calavet S cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây nhé. Thành phần Cao đặc cam thảo Natri hydrocarbonat Magnesi carbonat Tinh bột sắn Magnesi stearat Tan cung Công dụng Điều trị viêm loét dạ dày tá tràng, ợ hơi, đầy hơi Cách dùng Nhai nhỏ uống với nước. Ngày dùng 2 đến 3 lần, mỗi lần 2 đến 4 viên. Chống chỉ định. Dị ứng với một trong các thành phần của thuốc. Suy chức năng thận nặng. Trẻ nhỏ, nguy cơ tăng magie huyết, đặc biệt ở trẻ mất nước hoặc suy thận. Tác dụng không mong muốn. Miệng đắng chát, ỉa chảy khi dùng quá liều. Hiếm gặp nôn hoặc buồn nôn. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Nhà sản xuất Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Calavet S, đồng thời biết cách sử dụng Calavet S sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham